Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Quý vị thân mến, tuần đầu tiên của tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 1, ba con giáp này dễ gặp những chuyện đen đủi. Nếu bạn thuộc những con giáp này thì cần phải chú ý tới tất cả các vấn đề liên quan tới sức khỏe, tình duyên và công việc. Bởi trong tuần này, mọi khía cạnh trong cuộc sống của các bạn đều sẽ không được may mắn, suôn sẻ và thuận lợi. Vận đen cứ liên tiếp kéo đến ám ảnh những con giáp này trong tuần đầu tiên của tháng 1 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuổi Sửu, dù mới bước sang tuần đầu tiên của năm mới nhưng đây lại là khoảng thời gian không mấy dễ dàng với người tuổi Sửu. Đặc biệt người làm công ăn lương luôn phải chịu sự chèn ép của cấp trên cũng như đồng nghiệp, khiến mọi kế hoạch không hoàn thành như ý nguyện. Công việc trong tuần này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi bạn phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường nhưng khó tránh khỏi vận xấu. Kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tuần này, điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tuần cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tuần này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại, lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Sức khỏe của người tuổi Sửu tuần này giảm sút khá nhiều, bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, nếu có thể sẽ bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như là không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình, vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya và làm việc rất hại cho sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Bước sang tuần đầu của năm mới, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Tuần này khá khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Dần, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tuần, khối lượng công việc bắt đầu gia tăng sau kỳ nghỉ Tết, xung đột mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp tuổi Dần khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chứ nên nói những lời khó nghe bởi làm mất lòng lãnh đạo thì bạn sẽ lại càng khó đạt được điều mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi chuyện không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm.
Vận trình sức khỏe của người tuổi Dần theo tử vi cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ tuổi Dần thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Phương diện tình cảm trong tuần cũng không được tốt, vợ chồng người tuổi Dần thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt, đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Thân phải đối diện với khá nhiều rắc rối. Phương diện sự nghiệp khó có bước phát triển đáng kể bởi bạn luôn bị cấp trên gây khó dễ, không tạo điều kiện để phát triển. Đồng nghiệp cũng không sẵn sàng giúp đỡ, công việc nhiều trở ngại, khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc, hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong tuần cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò, gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu, có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã. Không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc, tránh dục tốc bất đạt, vội vàng dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai. Phương diện tài lộc của con giáp xui xẻo tuần này cũng chưa có những bước tiến quá đáng kể, dường như mọi kế hoạch của bạn đều đang dậm chân tại chỗ. Bạn cần phải xem xét lại định hướng làm ăn, kinh doanh của mình, không nên đi mãi theo một lối mòn để đối thủ tìm ra cơ hội vượt qua. Các tinh chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, dù được giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bạn cũng tỏ vẻ dửng dưng. Với một số cặp đôi, hai người dành phần lớn thời gian để mâu thuẫn, bất mãn với nhau. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một xa cách. Nếu không nhanh chóng hàn gắn, hai người sẽ đi đến bờ vực sụp đổ. Tử vi cho rằng trong tuần này, sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Thân. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình. Chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong tuần đầu tiên của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!